Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Khủng Bố Sống Lại. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khủng Bố Sống Lại qua tập số 170. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Dương Gian sau khi quay trở lại cái khách sạn Seda nhằm lấy cái vũ khí của con quỷ để có thể đối phó với lại bên hội anh em sao nhỉ? Đúng rồi, thì đã gặp một nhân vật có thể là người mà mình cũng chưa biết là người hay không, là Hương Lan đang ngồi đánh đàn ở trong cái khách sạn này, và một người thanh niên nam là An Nan. Và tại sao hai người này lại ở trong cái khách sạn xảy ra đang bị phong tỏa và hầu như là không có người vào, thì diễn biến tiếp theo thế nào, chúng ta vào tập số hôm nay nhé, tập 170. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em nào mà vào group mà nghe được trực tiếp thì mọi người có thể comment một cái nhé. Bởi vì thường like trên group này nhưng mọi người không nhận thông báo sao ấy, thì gần như là mình không thấy ai view. Nó không như đạo quân ở trước, hoặc là cái này nó trình duyệt nó mới, nó kiểu mình cái like này nó mới, nó giao diện nó khác nên mình cũng không biết là chỉnh ở đâu. Chào bạn Lê Chí Hoàng nhé, thấy bạn Lê Chí Hoàng rồi. Anh em cứ comment một cái để mình biết khi xem cái luồng like nó có lên được hay không nhé. Khủng Bố Sống Lại, tập 170. Vừa rồi cô gái tên Hương Lan cùng với người thanh niên An Nan kia vội vàng rời đi, không phải là vì bị mình hù dọa, mà chính là bọn họ biết bên trong căn phòng này có quỷ. Chỉ là sự xuất hiện của mình khiến cho bọn họ coi mình là một con quỷ bên trong căn phòng. Cho nên khi mình đề nghị trò chuyện, giải đáp thắc mắc, bọn họ mới nhanh chóng ý thức được mình là kẻ ngoại lai, còn con quỷ thực sự vẫn còn đang ở trong phòng. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía thông đạo tĩnh mịch. Hai người kia đã chạy qua mười mấy căn phòng rồi, hiện tại dù hắn có dùng mắt quỷ để mà quan sát cũng không thể nhìn thấy tung tích của hai người. Vì thế khi bọn họ kịp phản ứng ra được mình không phải là quỷ, liền vội vàng bỏ chạy. Ngay cả việc lối ra nằm ở đâu cũng không kịp hỏi, bởi vì trong lòng của bọn họ đã biết, nếu không kịp rời đi căn phòng đó thì bọn họ sẽ bị lệ quỷ giết chết. So với sinh mạng, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn nó. Nhưng mà nếu bọn họ đã biết bên trong căn phòng được có quỷ, thì vì sao bọn họ cũng muốn chạy đến bên trong căn phòng này để đánh đàn dương cầm? Năng lực phản ứng cùng với ứng biến của cả hai người đều là nhất lưu, có tiềm lực để trở thành ngự quỷ nhân. Cái loại người như này không thể nào có chuyện vô duyên vô cớ chạy đến đây mà tìm chết được. Hay là nói, có một lý do nào đó bắt buộc bọn họ phải đến chỗ này. Trong lòng của Dương Gian đang tự hỏi. Sau đó hắn cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, mặc dù chỉ cần kéo nhẹ một chút là có thể mở được cánh cửa kia ra, nhưng mà hiện tại hắn không có làm như vậy. Khác với tình huống vừa nãy, hiện tại hắn đã xác nhận được ở bên trong là một con quỷ, cho nên nếu đi vào thì đó không phải là tò mò nữa, mà chính là tìm chết. Ngoài ra manh mối về hộp âm nhạc cũng không có bên trong căn phòng, mà là ở bên trên người của cô gái Hương Lan kia. Còn vì sao hắn lại không cố gắng ngăn cản hai người kia? Là vì Dương Gian cảm nhận được thời gian không đủ, bởi vì muốn hỏi rõ ràng mọi thứ cần tốn quá nhiều thời gian, sau đó đi tìm manh mối cũng cần thời gian. Có thể nói, muốn giải quyết được chuyện này còn cần khá nhiều thời gian. Mục đích tới nơi này của hắn chính là vì lấy món đồ linh dị trong tay con quỷ để xử lý Phương Thiên Minh. Việc nguyền rủa Dương Gian đành để sau, trình tự này không thể làm loạn. Nếu như lần này không giết chết Phương Thiên Minh, hắn ta sẽ phải tiếp nhận sự trả thù. Không một ai có thể chịu đựng nổi sự trả thù của ngự quỷ nhân Đỉnh Phong. Dương Gian không dám lấy tính mạng của người nhà bằng hữu quán tại thành phố Đại Sương để mà đánh cược suy nghĩ của một vị ngự quỷ nhân đang sắp chết. Với lại toàn bộ dạng hoảng sợ hoặc hốt bỏ chạy vừa nãy qua hai người kia thì đã chứng tỏ sự hoảng sợ của bọn họ.
Điều này khiến cho Dương Gian cảm thấy không ổn. Loại dự cảm này khiến cho hắn ý thức được bản thân không thể nào tiếp tục ở bên trong phòng này nữa. Vì thế sau khi hai người bỏ trốn, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, phán đoán của hắn ta hoàn toàn chính xác. Trong căn phòng kia đúng là không bình thường. Không nhất thiết phải trở lại căn phòng kia để rồi đụng phải con quỷ. Ai biết được đây là chuyện linh dị cấp bậc gì chứ. Mình cũng không muốn dùng mạng để mà kiểm tra. Quanh đi quần lại trước cửa ra vào, nhưng mà từ đầu đến cuối Dương Gian không quyết định lựa chọn mở cánh cửa này ra, mà chính là đè nén sự tò mò trong lòng. Lựa chọn rời đi, Dương Gian lập tức đi ngược lại với phương hướng của Hương Lan cùng với An An đã rời đi. Lúc này hắn không muốn xâm nhập vào bên trong vùng đất quỷ dị này, cũng không muốn đi theo hai người kia để mà tiếp tục tìm tòi. Dương Gian dần dần đi ra xa, tuy nhiên con mắt quỷ sau đầu vẫn chăm chú nhìn vào khe cửa đang hở kia. Trong lòng hắn đang có sự kiêng kỵ, cũng đang cảnh giác. Lỡ con quỷ trong phòng kia đột nhiên mở cửa đi ra thì sao? Hoặc là con quỷ kia đang ở phía sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hắn ta và đang chờ đợi cơ hội tập kích hắn ta thì sao? Cảnh giác là điều không thể mất đi. Sau khi Dương Gian rời đi một đoạn, căn phòng số 71 vẫn không có bất cứ biểu hiện dị thường nào. Ở bên trong căn phòng trống rỗng đó chỉ có một bài hát ru được ngân lên từ chiếc đàn dương cầm. Ở trong không gian u ám nơi này, âm thanh phiêu đãng đó xuất hiện khiến cho bầu không khí tĩnh mịch trở nên đáng sợ hơn. Nhưng mà ngay khi Dương Gian trở lại lối rẽ lúc đầu, một thanh âm cực lớn vang lên. Cửa phòng số 71 đột nhiên đóng lại. Trong nhà mắt tiếng đàn dương cầm bên trong cũng lập tức im bặt. Sau đó, một cỗ khí tức âm lãnh khiến cho người ta phát sợ bao trùm lấy người của Dương Gian. Lúc này đột nhiên ý thức được bản thân sắp sửa biến mất. Cả người chết lặng, không thể nhúc nhích. Chuyện này kéo dài gần 10 giây đồng hồ. Nhưng thực sự, đây là tiếng chuông quỷ dị trong đầu hắn, kéo hắn trở về. Đùa cái gì vậy? Vừa rồi mình suýt chết sao? Dương Gian tỉnh lại từ cơn thất thần, sau đó thân thể khẽ rùng mình một cái, vô ý thức chống đỡ vào vách tường bên cạnh. Hắn còn chưa thực sự hoàn hồn. Chẳng lẽ tiếng đàn dương cầm bên trong căn phòng kia là một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó? Ngay khi tiếng đàn này dừng lại, bản thân mình đột nhiên cảm thấy như bị mất đi ý thức. Ngay khi mình sắp sửa phải chết, may mà có tiếng nguyền rủa của hộp âm nhạc đã kéo mình trở về. Trong lúc mơ mơ hồ hồ vừa rồi, hắn đã đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Đến lúc này Dương Gian mới ý thức được, vừa rồi hắn đã vô tình chạm đến một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải là người, hắn vẫn còn phải chịu nguyền rủa của hộp âm nhạc, thì dù là một vị ngự quỷ nhân khống chế ba con lệ quỷ thì cũng sẽ bị thứ đó xử lý trong nháy mắt, không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đây là một loại nhất kích tất sát, còn đáng sợ hơn cả con quỷ khóc mộ mà hắn gặp được trước đây. Và lại đây còn là tập kích trong trí tình trạng Dương Gian đã rời khỏi căn phòng kia rồi. Nếu hiện tại Dương Gian vẫn còn ở bên trong căn phòng đó, như vậy hắn thậm chí còn nghĩ vừa rồi nguyền rủa hộp âm nhạc đã không thể nào cứu lấy mạng của hắn. Chỗ này quá là nguy hiểm, nó còn đáng sợ hơn cả những gì mình đã từng trải qua trên chiếc xe buýt quỷ. Ít ra thì ở trên xe buýt quỷ còn có thể cam đoan bản thân an toàn, nhưng mà ở chỗ này, ngoài cửa đang có một con quỷ dẫm dấu chân qua lại, ở trong phòng lại có một con quỷ không biết nào đó. Nếu mà tùy tiện đi vào trong chỗ này, có lẽ chết cũng không biết mình chết như thế nào nữa. Giờ phút này thậm chí Dương Gian còn âm thầm cảm thấy may mắn. May là lúc trước hắn không có trực tiếp xông vào ở chỗ này một cách ngu muội. Thậm chí khi tháp quỷ nến màu trắng ở trong khách sạn cũng đã thổi tắt kịp thời. May mà lúc đó hắn cảnh giác chỉ vào hai căn phòng của con quỷ có thể tu sửa chi nhớ là phòng số 13 và 31. Nếu lúc đó hắn tò mò đi sâu vào bên trong hoặc là xông vào căn phòng khác, như vậy bọn hắn chắc chắn phải đoàn diệt vào thời điểm đó rồi, không thể nào còn sống đến hiện giờ nữa. Mang theo một tâm tình bất an, Dương Gian vội vàng đi về đường cũ để trở về.
Hắn không muốn tiếp tục xâm nhập sâu vào trong chỗ quỷ quái này, cũng không muốn tìm hiểu xem hai người trước đó vì sao lại xuất hiện trong chỗ này. Trước khi hoàn thành kế hoạch trước đó, hắn không muốn phải chết một cách an oan uổng ở chỗ này. Lần này nguyền rủa của hộp âm nhạc có thể đỡ được nguyền rủa quỷ dị kia, nhưng mà lỡ lần sau hộp âm nhạc không đỡ nổi thì sao? Ngay khi trở lại căn phòng số 40, hành động dương gian đã dần dần chậm lại. Hắn ngửi thấy một mùi thi thối rất nồng nặc, giống như có một cỗ thi thể hư thối đang ở đâu đó quanh đây. Ngoại trừ điều đó ra, dương gian còn nhìn thấy những giọt chất lỏng đang đọng ở trên tấm thảm. Cái loại chất lỏng này còn mang theo một mùi hôi thối, đó là thi thủy, được hình thành sau khi cơ thể bị hư thối. Mà dựa theo dấu vết trên thảm, những thứ này mới được lưu lại không lâu. Quỷ đang ở đâu đó quanh đây. Dương gian thu hồi dòng suy nghĩ, bắt đầu chú ý vào việc truy tìm con quỷ này. Nó đi qua hướng bên kia. Sau khi phân tích một chút về những dấu vết này, Dương Gian nhanh chóng dùng quỷ vực truy tìm con quỷ kia. Con quỷ kia không có quỷ vực, nên hành động của nó khá là chậm. Chỉ cần xác định vị trí đại khái của nó thì việc tìm kiếm sẽ là cực kỳ dễ. Nhưng mà ngay khi hắn đi qua một gian phòng có ánh sáng ở trước cửa, thì lại nghe được tiếng đổ vỡ gì đó từ bên trong truyền ra. Nó giống như là món đồ nào đó bằng sứ bị vỡ. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị nghe ngóng cẩn thận, thì lại không nghe thấy bất cứ một điều gì. Mọi thứ yên tĩnh tới mức đáng sợ. Dương Gian thầm giật mình, kinh hãi ở trong lòng, bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh. Lại là một căn phòng có vấn đề sao? Sau khi Dương Gian vội vàng đi qua, cửa của căn phòng này cũng không có mở. Điều này khiến hắn thầm thở phào một hơi. Lúc này điều Dương Gian sợ nhất chính là một con quỷ nào đó đi ra từ bên trong căn phòng. Một lát sau, Dương Gian nhìn thấy trong hành lang tối tăm phía trước xuất hiện một bóng người. Đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng mà người này không phải là người sống, mà chính là cỗ thi thể hư thối cấp độ cao. Trên thân của người này đang liên tục tỏa ra mùi thi thối nồng đậm. Thi thủy chảy dọc theo quần áo, rồi theo bàn chân thấm đẫm vào tấm thảm, hình thành những dấu chân mơ hồ. Nhưng mà điều khiến hắn chú ý tới cỗ thi thể người đàn ông cao lớn này chính là trong tay người này đang nắm chặt một thanh đao. Thanh đao này vốn dĩ là đồ mà những người nông dân hay dùng để chẻ củi, là món nông cụ thường thấy. Nhưng mà lúc này trên thân của nó đang xuất hiện vô số vết bùn đất, cùng những vết bùn đất màu đen sì, giống như là màu máu của thi khô vậy. Tìm được mày rồi. Dương Gian dừng lại cách cỗ thi thể cao lớn kia tầm 10 mét. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, đồng thời không dám tùy tiện đến gần thứ này. Vì trước khi đó, đối mặt lần đầu tiên với nó, hắn đã từng có ý định muốn dùng quỷ dây thừng để trói con quỷ này lại. Nhưng mà lúc đó trong đội quán có Hùng Văn Văn, mà theo những gì Hùng Văn Văn dự báo thì hắn sẽ bị con quỷ này chém chết, đồng thời quỷ dây thừng cũng bị thứ này chặt đứt. Cho nên quy luật giết người của con quỷ này cũng không phải là chỉ dẫm vào dấu chân, mà là khi tiếp cận nó cũng sẽ tập kích. Có lẽ đây là một loại quy luật khác, cũng có thể đó là một nguyền rủa. Dương Gian không biết, nhưng mà hắn biết là rất nguy hiểm. Cho nên mình chỉ cần thăm dò một chút để xác định tình huống con quỷ này, sau đó nghĩ cách ổn thỏa nhất để lấy đi món đồ linh dị ở trong tay của nó. Lúc này hắn cũng không hề tỏ ra nóng nảy. Hay dùng bàn tay quỷ thử một chút. Dương Gian quan sát bàn tay trắng bệch và có chút cứng ngắc của hắn. Ở trong trường hợp không được tiếp cận với con quỷ thì dùng bàn tay quỷ là ổn thỏa nhất. Nếu thuận lợi, nó có thể giúp hắn lấy được thanh xài đao ở trong tay con quỷ. Dù sao lần trước hắn cũng dùng thứ này để mà trộm quan tài quỷ của cảnh sát quỷ, nên có một chút kinh nghiệm rồi. Một khi thành công, hắn sẽ chuẩn ngay lập tức, không một chút chần chờ. Ngay lập tức trên thân cỗ thi thể cao lớn kia xuất hiện từng bàn tay trắng bệch, cứng ngắc và quỷ dị. Bàn tay quỷ có thể xâm nhập vào cơ thể của bất cứ người nào, đương nhiên cũng có thể xuất hiện trên đến thân của con quỷ. Mặc dù nó không thực sự là cường đại, nhưng mà sau khi lấy được một phần đặc tính của cảnh sát quỷ, nó đã có năng lực áp chế ba con quỷ. Lần này Dương Gian định dùng ba danh ngạch áp chế
để áp chế cỗ thi thể cao lớn kia, không cho nó bất cứ một cơ hội phản kháng nào cả. Thế nhưng ngay khi bàn tay quỷ xâm nhập đến trên người của cỗ thi thể kia, dường như là có một quy luật nào đó được phát động, hoặc là con quỷ kia phát hiện ra được điều gì đó. Vốn cỗ thi thể kia đang đứng yên không nhúc nhích, đột nhiên lại xoay người lại hướng về phía Dương Gian ở đằng sau lưng của nó. Nhưng mà lúc này Dương Gian đang ở bên trong ba tầng quỷ vực, nên hắn nghĩ con quỷ này sẽ không phát hiện ra. Tuy nhiên Dương Gian lại không có chú ý đến một điều, thanh sải đao ở trong tay con quỷ kia đột nhiên chém một nhát vào trong không trung. Lúc này ba tầng quỷ vực đột nhiên bị thứ gì đó xé mở ra một vết rách. Chỉ trong nháy mắt, vốn Dương Gian đang ở trong quỷ vực đột nhiên máu tươi văng tung tóe, cả người hắn bị chém làm hai khúc, nửa thân trên bịch một tiếng chạm đất. Mẹ nó! Dương Gian trợn tròn hai mắt, ở trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, đồng thời nhìn không đổi phải mở miệng chửi thề một câu. Cỗ thi thể cao lớn trước mặt hắn tiếp tục xoay người lại, sau đó lại tiếp tục nện những bước chân nặng nề đi về phía hành lang tĩnh mịch ở trước mặt. Nó không hề chú ý đến cỗ thi thể đang tiếp tục phun máu của Dương Gian. Dương Gian bị cỗ thi thể chém thành hai khúc, nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chảy ào ạt. Lúc này cả người Dương Gian đang dần dần trở nên lạnh lẽo, nhịp tim cũng dần ngừng đập. Sau khi đụng phải các loại thương tổn ở mức độ này, nó một lần nữa chết đi nhanh chóng. Tuy nhiên ý thức Dương Gian vẫn còn tồn tại. Hắn đang sống theo một cách thức kỳ quái nào đó. Hắn cũng không biết chết đi là vì bị cỗ thi thể kia chấm một đau. Quả nhiên dự đoán lần trước của Hùng Văn Văn là hoàn toàn chính xác. Một khi mình tùy tiện tới gần sẽ bị cỗ thi thể kia chấm chết. Chỉ còn lại một nửa người, Dương Gian khẽ rùng rợn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà cỗ thi thể kia vừa rời đi, sắc mặt thay đổi liên tục. Rốt cuộc lần tập kích vừa rồi là sao vậy? Là do không thể đụng vào con quỷ này, hay là chỉ đơn giản vì hắn đã tới gần nó? Chờ một chút, bóng lưng con quỷ này sao lại quen thuộc như vậy? Dương Nhàn nhìn đến độ cỗ thi thể đàn ông đang rời xa. Khi nó chui dần dần vào trong bóng tối, Dương Gian bất chợt nhìn thấy hình dạng bên ngoài của nó. Hình dạng này giống như một cái bóng màu đen, tuy nhiên có phần giống với quỷ ảnh hơn. Chứng kiến được điều này khiến cho hắn có chút ngẩn ngơ. Quỷ ảnh ở sau lưng hắn cũng bị chém làm đôi, giống như là thi thể quán vậy, nhát cắt gọn, không hề có bất cứ chỗ nối nào cả. Quỷ ảnh cũng bị chém sao? Đùa cái gì vậy? Vậy mà thứ kia có thể chém được quỷ ảnh sao? Dương Gian nhìn thấy hai chân của hắn và đang đứng yên tại chỗ. Ở phía dưới có bóng của hai chân, còn bóng nửa người trên đã không còn nữa. Hắn ta cúi đầu nhìn nửa cái bóng dính đến người nửa trên của hắn. Lúc này Dương Gian xem như đã hiểu được vì cái gì mà trong lời dự đoán của Hùng Văn Văn lại nói quỷ dây thường sẽ bị chém đứt. Bởi vì ở một mức độ nào đó, cái thanh sải đao quỷ dị kia có thể khắc chế quỷ. Không, phải nói là nó được năng lực tách rời lệ quỷ, quỷ hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì thanh sải đao này nên đã bị đánh tan thành nhiều mảnh. Thế nhưng vì cái gì vết thương trên lưng của quỷ ảnh lại giống vết thương trên cổ của nó vậy? Dương Gian bắt đầu chú ý tới cổ của quỷ ảnh và vết chém ngang hông vừa rồi. Chúng đều là một đường thẳng, trơn tru. Hai vết thương giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là một chứng cứ. Trước đó chắc chắn quỷ ảnh vẫn có đầu. Nhưng mà tại thời điểm nào nó lại xui xẻo như lần này của mình, bị thanh sải đao quỷ dị này chém cho một nhát, khiến cho đầu bị đứt. Thế là nó từ một con quỷ hoàn chỉnh bị tách rời, không hoàn thành được việc ghép hình. Thân thể của nó biến thành quỷ ảnh, còn đầu thì biến thành một con quỷ khác. Sau khi phát hiện ra điều này, trong lòng của Dương Gian có một chút kinh dị. Trong lúc vô tình hắn đã phát hiện ra một số bí mật liên quan đến việc ghép hình của lệ quỷ. Thậm chí có thể nói, hắn đã tìm tòi được một phần nguyên bản của những con quỷ này. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Khả năng cao quỷ ảnh chính là cái bóng của con quỷ này. Bởi vì bóng lưng của nó giống y như đúc con quỷ kia,
Đồng thời đầu quỷ ảnh có khả năng cũng bị thanh xài đao trong tay quỷ chặt xuống. Cho nên nói, con quỷ này đã tự chặt cái bóng của nó. Nghe qua thì cảm thấy chuyện này cực kỳ khó tin. Sau khi quỷ ghép hình xong sẽ tự động đánh tan hình ghép của nó, chi thành ba phần: thân thể hư thối, quỷ ảnh và đầu của quỷ ảnh. Nếu suy đoán của mình là thực, vậy rốt cuộc đầu quỷ ảnh đang ở đâu? Hay là nó cũng xuất hiện trong chuyện kinh dị tại siêu thị của thành phố Đại Sương lần trước? Thế nhưng lần đó mình từng giam giữ quỷ ảnh, nhưng có phát hiện ra điều gì đâu? Hay là lúc đó mình làm việc chưa đủ cẩn thận, hoặc trong lúc vô tình mình đã để sót mất? Dương Gian cảm thấy khả năng hắn bỏ sót là rất lớn. Đương nhiên vẫn còn có một khả năng khác, đó chính là chiếc đầu quỷ ảnh không ở chỗ đó, mà là ở một chỗ nào khác trên thế giới này. Hiện tại không phải lúc suy nghĩ những điều này. Cho dù quỷ ảnh là cái bóng của con quỷ này đi nữa, nhưng mà hiện tại quỷ ảnh đã rơi vào trạng thái chết máy rồi. Mà người khống chế là mình, mình sẽ không bao giờ giao nó ra để cho con quỷ này hoàn thiện về cách hình của nó đâu. Nửa người trên quỷ ảnh dần dần kéo dài, với ý đồ ghép nửa người dưới của nó thành một, trở thành quỷ ảnh như lúc đầu. Tuy nhiên một lúc sau, Dương Gian khẽ nhíu mày. Mặc dù nửa người trên và nửa người dưới quỷ ảnh đang dính liền với nhau, nhưng mà tốc độ lại chậm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nếu cứ giữ nguyên trạng thái như hiện tại, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy canh giờ thì quỷ ảnh mới có thể tiếp tục khôi phục như trước. Quỷ bị thứ này cắt đứt sẽ không thể nào khôi phục lại trong thời gian ngắn sao? Dường như là không chỉ quỷ ảnh, mà ngay cả quỷ vực của mình cũng xuất hiện lỗ hổng. Dương Gian ngẩng đầu quan sát lấy quỷ vực quán. Một lỗ hổng cực lớn xuất hiện, khả năng trong thời gian ngắn nó không cách nào có thể khôi phục lại ngay. Ở trong tầm nhìn của mắt quỷ, tương ứng xuất hiện một điểm mù, chỗ kia hắn không thể nào thấy được bất cứ thứ gì. Thật sự là món đồ đáng sợ mà. Dương Gian sử dụng quỷ vực để di chuyển hai phần cơ thể, khiến cho chúng chạm vào nhau, từ đó sử dụng năng lực quỷ ảnh để ghép lại. Ngay lập tức thân thể hắn được khôi phục lại như bình thường. Tuy nhiên, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của hai chân, không thể nào di chuyển được bình thường. Bởi vì quỷ ảnh còn chưa thực sự khôi phục lại như cũ, nên hắn không cách nào có thể dùng quỷ ảnh khống chế nửa người dưới quán, dẫn đến không thể di chuyển. Thực ra cơ thể của Dương Gian đã thực sự chết từ lần treo cổ trước kia rồi. Nó không cách nào có thể hành động được nữa. Những hành động từ trước đến giờ đều là doán ta sử dụng quỷ ảnh để thao túng thân thể, chứ không phải là thân thể của hắn thực sự có thể hành động. Đình đóng quan tài của thành phố Đại Sơn, cây kéo quỷ của Phương Thế Minh, còn có thanh xài đao quỷ dị ở chỗ này nữa. Những món đồ linh dị này rất đặc biệt. Nếu lần này mình không thể nào lấy được thứ này, mình thậm chí còn nghĩ đến việc có nên gỡ mớ gạch mà Phương Thế Minh từng dẫm qua mang đến đây để cho con quỷ ra tay không. Hai chân Dương Gian đã bị thanh đao kia chặt cho phế, nhưng không có gì đáng ngại hết. Hắn còn có quỷ vực, có thể tiếp tục hành động. Tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ lại, hắn quyết định từ bỏ cái phương án phía trên, bởi vì nó không được chắc chắn. Hiệu quả của nó thì lớn thật đấy, nhưng mà ai biết được chỗ này lớn như vậy, dù có thực sự tồn tại dấu chân Phương Thế Minh đi nữa, nếu thực sự để cho con quỷ kia đạp trúng đậu dấu chân thì phải chờ đến bao giờ đây? Xui xẻo thì có lẽ mấy năm cũng không hề bị con quỷ kia dẫm trúng. Dương Gian không loại một thứ kết quả mà hắn ta không thể khống chế như vậy. Tiếp tục thử thêm mấy cách khác xem sao. Nhân lúc nguyên rùa hộp âm nhạc vẫn còn tồn tại, mình không thể lãng phí. Một cơ hội ngàn năm có một như thế này, một khi bỏ lỡ, sau này muốn tiếp tục tiếp xúc với con quỷ này là điều không thể nào. Đối với loại tập kích này của nó, không có vị ngự quỷ nhân nào có thể chịu đựng nổi. Dương Gian tiếp tục đuổi theo. Hắn quyết định sẽ tiêu hao cùng với con quỷ này. Không lấy được thứ này, thứ chờ đợi hắn sẽ là cây kéo quỷ của Phương Thế Minh. Quỷ rời đi chưa được bao lâu thì Dương Gian đã đuổi kịp nó. Lần này hắn táo bạo hơn trước một chút, là trực tiếp tới gần. Lúc này giữa hai bên còn hơn 10 mét, nhưng mà hắn đang dần dần tiến đến gần. Hắn muốn dùng tính mạng để thăm dò cái loại quy luật tập kích thứ hai của con quỷ này. 9 mét,
8 mét, 7 mét. Cứ vậy, Dương Gian dần dần tiếp cận đến bên cạnh cỗ thi thể cao lớn kia. Nhưng mà lần nén không gặp phải tập kích như trước, quỷ vẫn tiếp tục nện những bước chân nặng nề, chậm chậm đi về phía trước, giống như là không hề có phát hiện ra Dương Gian đang ở phía sau lưng của nó và không thèm để ý đến. Điều kiện tập kích của lệ quỷ không phụ thuộc vào khoảng cách. Sau khi tiếp cận đến gần con quỷ trong phạm vi 105 mét, Dương Gian đã đưa ra được kết luận đại khái. Bởi vì điều kiện tập kích của quỷ là khoảng cách, thì hiện tại nó đã chém cho hắn một nhát nữa rồi. Dương Gian lập tức nhớ lại tình huống vừa rồi. Điều kiện đại khái của nó hẳn là tiếp xúc. Bàn tay quỷ tiếp xúc đến con quỷ kia, khi nó phát động quy luật chết người, nó quay người lại và chém hắn. Mà một nhát kia không phải là nhắm vào hắn, mà mục tiêu của nó là bàn tay quỷ. Hắn chẳng qua là bị ngộ thương mà thôi. Dù sao thứ kích hoạt quy luật giết người của quỷ là bàn tay quỷ chứ không phải là hắn. Tuy nhiên, có thể đây chỉ là suy đoán mà thôi, chứ chưa chắc đã là thật. Coi như không tiếp xúc với nó, thì điều đó chắc chắn phải có quan hệ với việc tiếp xúc. Nếu như hiện tại điều mình cần suy xét chính là làm cách nào có thể lấy được chiếc sải đao ở trong tay nó mà không cần tiếp xúc. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức nghĩ đến một món đồ linh dị khác mà lấy ra từ trong kho của tổng bộ. Vải khâm liệm. Nghe nói thứ này có thể áp chế được bất cứ con quỷ nào. Từ trước đến nay chưa từng thất bại. Chỉ có điều hiệu quả của nó là khá chậm, vì cần bao phủ hết toàn bộ người của quỷ. Nhưng chính việc hiệu quả chậm này đã khiến cho tấm vải khâm liệm này trở thành một món đồ gân gà. Trong việc hạn chế quỷ, thứ cần nhất chính là hiệu quả nhanh chóng. Quỷ sẽ không đứng yên tại chỗ để chờ đến khi nó phát huy được hiệu quả đâu. Nhưng mà Dương Gian lại chọn thứ này, đó là vì hắn cân nhắc đến hai việc. Đầu tiên chính là hắn định sử dụng cho hắn, hai là dùng cho con quỷ trước mắt hắn để. Cho nên lúc này hắn có mang theo vải khâm niệm ở trên người. Nghĩ đến đây, Dương Gian lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu vàng ống chứa vải khâm niệm. Chiếc hộp khá là nhỏ, không chiếm quá nhiều không gian, nên có thể mang theo bên người mà không có bất tiện nào. Sau khi mở ra, ở bên trong hộp là một tấm vải dày màu trắng xám. Ở bên trên tấm vải có hình dạng một người. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người được in trên tấm vải. Còn có dấu vết hình người. Điều này chứng tỏ trước đây thứ này đã được dùng để bao bọc một cỗ thi thể nào đó, hoặc là một con quỷ. Tấm vải không hề bị rách hay tổn hại gì, có nghĩa là con quỷ đã bị nó bọc và chịu áp chế gắt gao. Chỉ không biết tại sao, sau khi con quỷ bên trong có thể chạy thoát, lưu lại một tấm vải liệm trống rỗng. Mặc dù Dương Gian chưa từng sử dụng tấm vải khâm liệm, nhưng mà hắn tin tưởng thứ này sẽ không khiến cho bản thân thất vọng. Dù sao nó cũng là thứ được tổng bộ thu thập. Như vậy tiếp theo sẽ là nghĩ cách để quấn được con quỷ này lại. Dương Gian không tiếp xúc với tấm vải khâm liệm một cách tùy tiện, mà trước hết đấy bao tay ra, đeo vào, rồi mới chạm vào tấm vải khâm liệm. Chiếc bao tay này được làm bằng vàng, có thể ngăn cản hết toàn bộ lực lượng linh dị. Hắn không muốn dùng trực tiếp tấm vải để khâm liệm, kẻo lỡ thứ này lại đột nhiên tập kích hắn, quấn lấy tay hắn thì hỏng bét. Không có bất cứ dị thường gì, Dương Gian nhẹ nhàng cầm tấm vải khâm liệm ở trong tay. Nhưng mà không có bất cứ dị thường nào. Tuy nhiên lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Nếu hắn đeo chiếc bao tay này rồi trực tiếp cướp thanh sải đao của quỷ dị trong tay kia, thì có thể tránh được tập kích của nó hay không? Mặc dù nghe thấy thì cách này có chút lỗ mãng, nhưng mà nói không chừng sẽ có hiệu quả. Dù sao đây là việc có khả năng thành công lớn nhất. Mà thôi, nếu đã thi thể kia và thanh sải đao là hai con quỷ tách về thì sao? Một khi mình lấy thanh sải đao kia, có thể hay không phá vỡ một loại cân bằng nào đó? Nói không chừng sẽ khiến cho chuyện lần này trở nên tồi tệ hơn thì sao? Vẫn nên để tất cả mọi chuyện ổn thỏa thì tốt hơn chứ. Cứ dùng tấm vải khâm niệm này bao lấy cỗ thi thể, sau đó dùng tay đeo bao tay cướp đi thanh sải đao kia cũng giống nhau thôi.
Rất nhanh Dương Gian đã loại bỏ ý tưởng không thực sự thành thục này. Mặc dù hiện tại đang có sự bảo vệ từ nguyên rùa của hộp âm nhạc, việc đó cho phép hắn được sai lầm một số lần, nhưng hắn lại không thể đảm bảo bản thân vẫn còn sống sót sau những sai lầm đó, cho nên hắn phải hạn chế số lần sai lầm ít nhất có thể. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, Dương Gian liền quyết định hành động. Không do dự nữa, hắn cầm tấm vải khâm liệm, tiếp tục đi tới gần cỗ thi thể. Lần này hắn bạo gan hơn trước kia, trực tiếp đi đến bên cạnh con quỷ kia, chỉ còn cách khoảng là 1 mét. Mùi vị hư thối cỗ thi thể kia phả vào mặt, khiến cho Dương Gian cảm thấy có gì khó chịu. Lúc này cỗ thi thể kia vẫn tiếp tục bước về phía trước, trông khá là nặng nề, lại cứng ngắc, dường như là nó không có bất cứ phản ứng nào đối với việc xuất hiện đằng sau của Dương Gian. Quả nhiên không thể định được trực tiếp. Mặc kệ là do mình đụng vào hay là con quỷ bên trong người đụng, đều sẽ kích hoạt quy luật giết người của nó, giống như là vừa rồi mình dùng bàn tay quỷ để chạm thăm dò vậy. Vì con quỷ trong người đã tiếp xúc trực tiếp với quỷ, nên nó sẽ phát động quy luật giết người. Như vậy cho nên mình không thể nào dùng quỷ vực để bao phủ con quỷ này lại, nếu không sẽ xuất hiện tập kích như vừa rồi thêm một lần nữa. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn đã xác nhận được thêm khá nhiều thông tin. Tiếc là chỗ này không phải bên ngoài, nếu không chỉ cần đào một cái hố tạo thành bẫy chờ nó rơi. Mặc dù chưa thể xác định được thông tin thực sự chính xác về con quỷ này, nhưng mà sau nhiều lần tiếp xúc, hắn đã đoán ra được đại khái một số vấn đề mang tính then chốt. Lúc này hắn bắt đầu hành động. Dương Gian mở tấm vải khâm liệm trong tay ra, sau đó đưa lên phía trên đầu cỗ thi thể, chuẩn bị chùm xuống để hạn chế nó lại. Sau khi mở rộng tấm vải khâm liệm ra, dấu vết hình người vợ trên tấm vải trở nên rõ ràng hơn. Lúc này hình khuôn mặt ở trên tấm vải đang không ngừng đong đưa, giống như đang vặn vẹo. Khi thì nó nở ra một nụ cười quỷ dị, khi thì lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại, sẽ thấy đây là một loại nỉ non đầy thương tâm. Không những vậy, ngay cả chỗ có hình tay chân cũng đang vặn vẹo một cách quỷ dị. Ngay tại thời điểm này, tấm vải khâm liệm giống như đang thức tỉnh, tựa như đang bị một con quỷ nhập vào, mang theo một loại quỷ dị nào đó không thể hiểu nổi. Dương Gian bắt đầu cảm thấy một cỗ sợ hãi không tên. Lúc này có cảm giác giống như dấu vết hình người trên tấm vải liệm đang giang hai tay ra, với ý định ôm ấp lấy cỗ thi thể hư thối cao to trước mặt vậy. Bị thứ này bao phủ thì chẳng khác gì bị một con quỷ quấn chặt lấy. Dương Gian vô ý lùi ra phía sau, với ý đồ kéo dài khoảng cách với nó, kẻo không cẩn thận lại đụng vào. Hiện tại xem như hắn đã hiểu rõ, căn bản tấm vải khâm liệm này không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là dấu vết hình người ở trên tấm vải, khả năng cao đây là một lệ quỷ khủng bố nào đó. Cho nên tấm vải liệm này có khả năng hạn chế lệ quỷ là vì dấu vết kia là một con quỷ. Rất nhanh, tấm vải liệm ở trên không trung rơi xuống, bao trùm lấy cỗ thi thể hư thối trước mặt hắn. Mà ngay khi tấm vải liệm tiếp xúc với cỗ thi thể, một cảnh đáng sợ bắt đầu xảy ra. Tấm vải liệm bao phủ người của cỗ thi thể không ngừng nhô lên. Những chỗ nhô lên này tạo thành hình dạng của một người. Đây chính là con quỷ trên tấm vải khâm liệm. Lúc này dường như là con quỷ đã đi ra khỏi tấm vải khâm liệm, và nó đang không ngừng bám chặt cỗ thi thể cao lớn kia. Nhưng mà những đời con quỷ bên trong tấm vải khâm liệm bỏ qua, tấm vải sẽ bao phủ đến đó, giống như là tấm vải đang di chuyển vậy. Tốc độ di chuyển có chút chậm, cỗ thi thể bị tấm vải khâm liệm bao phủ vẫn còn đang di chuyển, không vì bị tấm vải trùm lấy mà ngừng đi. Không thể nào hạn chế hành động ngay lập tức sao? May là hành động con quỷ này khá là chậm chạp, cũng không có quỷ vực, nếu không hiện tại nó đã chạy mất rồi. Ở phía sau, Dương Gian đã phán đoán ra tình hình đại khái. Tấm vải khâm liệm chỉ có tác dụng khi nó hoàn toàn quấn chặt được mục tiêu, nếu không sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Và trong đoạn thời gian này, ngự quỷ nhân chỉ cần đi theo phía sau chờ đợi là được. Nếu không phải là hắn đã thăm dò được quy luật giết người của con quỷ này, mà là một con quỷ khác chưa biết quy luật cũng như cấp bậc của nó, thì đoạn thời gian đi theo phía sau này khác hẳn, chẳng khác gì là
ngại bản thân chết chưa đủ nhanh cả. Tuy nhiên may là mình không có bị nó tập kích. Hiện tại Dương Gian không thực sự đụng người vào con quỷ, nên chuyện này lúc trước xảy ra đã không có. Lúc này hắn cần làm chỉ là chờ đợi, chờ đến khi tấm vải khâm niệm thành công hạn chế con quỷ là được. Nghĩ tới đây, tạm thời hắn có thể thở phào một hơi, rồi tiếp tục đi về phía sau. Tấm vải khâm niệm quấn quanh cỗ thi thể cao lớn hư thối kia đã càng ngày càng nhanh. Đồng thời Dương Gian nhìn thấy cỗ thi thể cao lớn kia dần dần yên tĩnh lại, giống như đang có một con quỷ xâm nhập vào trong thi thể, khiến tốc độ di chuyển của nó dần dần chậm lại. Mặc dù chưa thể giam giữ được cỗ thi thể, nhưng mà đã tạo được một chút hiệu quả. Lúc này Dương Gian vẫn đang chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hắn không hề quên trong chỗ này đang tồn tại một thứ cực kỳ quỷ dị và hung hiểm. Thời gian đại khái khoảng chừng một phút trôi qua, tấm vải điệp đã thành công bao phủ hơn một nửa cỗ thi thể. Cũng nắm cùng lắm là thêm một phút nữa thôi, việc hạn chế sẽ hoàn thành. Khi đó cỗ thi thể này sẽ bị hoàn toàn mất năng lực và bị giam giữ. Nhưng đúng vào lúc này, cái cỗ thi thể cao lớn kia lại chuyển hướng, đi vào bên trong một lối nhỏ. Dương Gian vẫn bám sát phía sau. Hắn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Sau khi tiến vào trong hành lang kia thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Phía trước hành lang cũng có một căn phòng. Hắn không nhìn thấy con số ghi trên cửa, nhưng mà lại nhìn thấy ánh đèn màu vàng ở phía ngoài cửa. Đồng thời ngay lúc này, cánh cửa căn phòng đang mở rộng. Một căn phòng đang mở cửa sao? Cỗ thi thể vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù tốc độ đi của nó rất chậm, nhưng mà vẫn đang không ngừng tiếp cận đến phía trước căn phòng đang mở cửa kia. Lòng Dương Gian dần dần trầm xuống, bởi vì dựa theo những thông tin mà hắn biết được thì bên trong chỗ này khả năng cao đang có quỷ. Và hiện tại không chỉ là một con quỷ. Lúc này cánh cửa căn phòng phía trước đang mở rộng. Điều này có nghĩa là chuyện hắn lo lắng nhất khả năng cao sẽ xảy ra. Con quỷ bên trong phòng đi ra ngoài. Sẽ không có xui xẻo như vậy đấy chứ. Dương Gian thấp thỏm vào trong lòng. Nhưng mà hiện tại không cách nào khác. Lúc việc này, việc giam giữ sắp sửa thành công, nếu mà lúc này lại dừng lại, chỉ một cánh cửa đang mở, thì xem như lần hành động này sẽ bị thất bại. Dẫu hắn biết rõ phía trước đang tồn tại mối nguy hiểm nào đó, nhưng mà hắn vẫn phải kiên trì bước theo phía sau. Có khả năng chủ nhân của căn phòng phía trước chính là cỗ thi thể này. Có lẽ là mình quá lo lắng thôi. Trong đầu Dương Gian xuất hiện ý nghĩ này. Nó giống như hắn đang tự an ủi bản thân vậy. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền biết suy đoán kia của hắn là sai. Vì Dương Gian nhìn thấy một ít dấu vết được lưu lại ở trên chỗ chốt cửa. Dấu của những ngón tay dính máu. Những vết máu này có màu khá là tươi. Không thể nào là cỗ thi thể hư thối trước mắt hắn được. Bởi vì trên người cỗ thi thể này căn bản không còn máu tươi nữa, mà chỉ là những giọt thi thủy. Chắc chắn có một con quỷ khác đã mở cửa. Thậm chí hiện tại nó còn đã đi ra khỏi phòng nữa. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Từ từ tháo bao tay ra, khiến cho bàn tay quỷ tái nhợt băng lãnh kia lộ ra ngoài. Một khi hắn bị quỷ để mắt đến, Dương Gian sẽ lập tức phản kích và tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt Dương Gian nhìn chằm chằm vào gian phòng. Lúc này quỷ vực quán đã sắp sửa bao phủ đến trước căn phòng. Đã có thể nhìn thấy số con số rõ ràng ở trên cửa. Số 82. Con số này có nghĩa là căn phòng mà cỗ thi thể hư thối đang đi đến còn sâu hơn so với căn phòng chứa đàn dương cầm lần trước. Mặc dù con số kia không thể hiện lên điều gì, nhưng mà việc xâm nhập càng sâu thì hắn càng cảm thấy khả năng đụng phải nguy hiểm càng lớn hơn. Trước đó, khi chưa đi qua căn phòng số 31, xung quanh không hề có nhiều thứ dị thường như thế này. Mặc dù lúc này tốc độ di chuyển cỗ thi thể lần nữa giảm đi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục đi đến trước cửa căn phòng số 82, không hề dừng lại. Trong lòng Dương Gian có một chút kiêng kỵ, nhưng mà hắn không có dừng lại mà tiếp tục đi theo. Một khi tấm vải khâm niệm thành công bao phủ đến cỗ thi thể, hắn sẽ lập tức dùng quỷ vực mang cỗ thi thể rời khỏi chỗ này ngay. Rất nhanh, Dương Gian cũng đã đi đến trước cửa căn phòng số 82. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất.
bởi vì hắn không biết con quỷ trong phòng đã đi ra ngoài hay chưa. Lỡ nó còn ở bên trong thì sao? Nếu như vậy, trong quá trình đi ngang qua cánh cửa, khả năng hắn bị tập kích là rất cao. Dù con quỷ không có quy luật hay là có quy luật giết người, nhưng mà bản năng ghép hình của quỷ luôn luôn tạo ra một thứ thích hợp cho hắn đụng vào, không hề dừng bước. Mặc dù bản thân Dương Gian đang ở bên trong quỷ vực, nhưng mà hắn vẫn không thể di chuyển ngang qua cánh cửa được. Lúc này hắn đã không thể trốn tránh được nữa. Tuy nhiên sắc mặt Dương Gian vẫn như thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trong căn phòng. Hắn muốn xác định tình huống sơ bộ ở bên trong căn phòng. Cách bài trí căn phòng số 82 giống như đúc với căn phòng số 71 trước đó. Đương nhiên là cùng một lối kiến trúc, đều có dấu vết bị sửa sang. Nhưng mà loại phong cách kiến trúc cũ kỹ từ thời dân quốc xuất hiện trong hoàn cảnh kỳ quái này luôn luôn mang theo một vài phần khí tức quỷ dị. Căn phòng số 82 trống rỗng, không hề đặt đàn dương cầm. Đây cũng coi như điểm khác biệt duy nhất với căn phòng số 71. Thế nhưng ánh mắt Dương Gian hơi di chuyển một chút, tập trung lên vách tường. Trên trần nhà, hắn lập tức nhìn thấy những chỗ đó xuất hiện từng dấu bàn tay bằng máu tươi, giống như là có thứ gì đó cố ý để lại. Trong đó có một số dấu vết còn xuất hiện máu tươi, vẫn còn đang nhỏ giọt xuống phía dưới. Màu máu này giống y hệt với màu máu trên người con quỷ của Nghiêm Lực nằm tại ngoại ô thành phố Đại Sơn. Ngoại trừ những dấu tay bằng máu kỳ quái kia, Dương Gian không phát hiện ra bất cứ đồ vật nào khác thường bên trong nữa. Trong thoáng chốc, khi hắn đi ngang qua cửa của căn phòng, mọi thứ rất bình tĩnh. Ở bên trong căn phòng số 82 đang mở cửa, không hề xuất hiện một thứ gì đáng sợ. Mà lúc này cỗ thi thể cao lớn phía trước hoàn toàn dừng lại. Tấm vải khâm liệm đã bao phủ hết toàn bộ người của nó, hình thành nên một loại hạn chế nào đó, khiến cho cỗ thi thể kia phải dừng lại hết toàn bộ hành động, không thể nào tiếp tục di chuyển về phía trước như lúc đầu. Mà lúc này nó cứ như là một bức tượng, đứng sừng sững bất động tại chỗ. Ngoại trừ cái đó ra, trên cỗ thi thể kia, thứ duy nhất không bị tấm vải khâm liệm bao phủ chính là thanh xài đao quỷ dị kia. Giờ cái thứ này có nguyền rủa nguy hiểm nào đó, khiến cho tấm vải khâm liệm không dám đụng đến. Xong rồi. Mình ngừng đây mọi người nhé. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.